Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bóng đá và số 5. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đoàn văn hậu. Thông tin đầu tiên, Hiranven ra quyết định đặc biệt tương lai văn hậu về đâu? SC Hiranven đã quyết định thanh lý 5 cầu thủ, trong đó có hai cái tên nhận lương cao nhất đội bóng liệu tương lai của tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu sẽ đi về đâu? Mới đây, trang chủ câu lạc bộ Hiranven đã thông báo thanh lý hợp đồng với 5 cầu thủ khi mùa giải 2019-2020 kết thúc. Tuy nhiên, đội bóng của Hà Lan vẫn chưa làm rõ tương lai của tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Hiranven thông báo, câu lạc bộ đã chính thức hủy bỏ hợp đồng với các cầu thủ đội 1 có cam kết hết hạn vào cuối mùa giải. 5 cầu thủ sẽ ra đi, bao gồm Daniel Hock, Ricardo Van Werner Hahn, Philip và Trevor Dubas. Chúng tôi đưa ra thông báo này bởi theo quy định phải làm rõ tương lai của họ trước ngày mùng 1 tháng 4. Trong thời gian tới, SC Heerenveen sẽ tiếp tục phải thảo luận với các đối tác để xác định tương lai của những cầu thủ cho mượn, bao gồm Jens Ogaard, Alen Halilovic, Sven Botman và Đoàn Văn Hậu. Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chuyển đến Heerenveen với bản hợp đồng cho mượn trong thời hạn một mùa giải. Đoàn Văn Hậu và Hà Nội FC đều mong muốn sẽ kéo dài bản hợp đồng này. Tuy nhiên đội bóng Hà Lan đang cân nhắc kỹ bởi hậu vệ số 15 đang nhận lương rất cao. Văn Hậu đang hưởng mức lương với khoảng 450.000 euro, tức là khoảng 11,5 tỷ đồng trước thuế. Trung bình mỗi năm cầu thủ gốc Thái Bình nhận về túi là 217.125 euro. Đây là khoản lương cao thứ tư tại Heerenveen. Những người nhận lương cao hơn Văn Hậu là Ricardo Van Rijn 307.000 một năm, Daniel Hock 296.000 một năm và Nemanja Mihailovic 260.000 một năm. Hai trong ba cái tên này vừa bị Hironven chấm dứt hợp đồng để cân đối doanh thu. Việt Nam có thể thất bại ở vòng loại World Cup 2022 và AFC Cup 2020 vì sự bảo thủ. Tờ báo Sport 442 phiên bản tiếng Anh nhận định sự bảo thủ sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu sắp tới như vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Bóng đá đang phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các giải đấu ở khu vực Đông Nam Á nhiều khả năng phải đến tháng 5 hoặc thậm chí là muộn hơn mới có thể trở lại. Khi đó, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020 vào dịp cuối năm sẽ hết sức dày đặc. Tại bảng G, đội tuyển UAE sẽ thoải mái hơn cả vì không phải lo lắng về lịch thi đấu như các đội bóng ở Đông Nam Á. Tờ Sport 442 nhận định rằng, So với Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng chịu áp lực lớn nhất khi cần phải vượt qua vòng loại World Cup 2022, đồng thời bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều duy nhất có thể cản trở Việt Nam thành công. Theo tờ Sports 442, chính việc bảo thủ trong quyết định không sử dụng cầu thủ nhập tịch sẽ khiến Việt Nam tụt lùi so với các nước Đông Nam Á. Bài viết có đoạn Điều quan trọng nhất có thể khiến Việt Nam thất bại ở cả hai giải đấu này đó là sự bảo thủ trong cách dùng người. Nếu như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và cả UAE đều có những sự tăng cường chất lượng đến từ các cầu thủ nhập tịch, thì đội tuyển Việt Nam vẫn quyết định nói không, ngay cả khi đội bóng của họ đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Việt Nam có rất nhiều cầu thủ nhập tịch xuất sắc đang thi đấu tại V-League như là Hoàng Vũ Sam Sơn là một ví dụ. Nếu tiền đạo này thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì sức mạnh của họ sẽ rất đáng gờm. Nhưng Việt Nam đã nói không, ông Park Hang-seo sẽ phải tìm kiếm sự bổ sung từ những gương mặt trẻ nếu cần thiết. Nhìn sang các nước Đông Nam Á, những cầu thủ nhập tịch đều đóng vai trò không thể thay thế trong đội hình của họ. Đối thủ của Việt Nam sắp tới là Malaysia đang có trong tay 4 ngôi sao nhập tịch trong đội hình chính, gồm có tiền đạo Mohamadou Sumare, Matthew Davis, 24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia, hậu vệ trái Laver Copiong, 28 tuổi, 1m84, quốc tịch Anh. Tiền vệ Brendan Gan, 31 tuổi, 1m80, gốc Australia. Trang chủ Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM xác nhận nhập tịch thành công tiền vệ Liridon Knasniki, người đang chơi cho câu lạc bộ Johor Darul Tazim. Anh hoàn toàn có đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia ở các giải đấu sắp tới. FAM thì đang chạy đua để gấp rút hoàn tất thủ tục cho Litak, người Brazil. Ngoài ra thì đích thân huấn luyện viên Tăng Cheng Hoe cũng nhắm đến cái tên khác là The Paula người Anh. Như vậy, tuyển Malaysia rất có thể sẽ sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính để đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Đây là một lợi thế không nhỏ bởi những chân sút gốc ngoại sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của Malaysia chỉ trong một thời gian ngắn. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 sau 5 trận đấu. Họ đã giành được 11 điểm với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dĩ nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng họ cũng chính là đội bóng gặp khó khăn nhất. Trước mắt thì Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân vận động Bukit Jalil của Malaysia, nơi được coi là dễ đến khó về với mọi đội bóng. Minh chứng rõ ràng nhất đó là thất bại của tuyển Thái Lan tại đây. Còn UAE cũng phải toát mồ hôi hột mới giành được chiến thắng tối thiểu. Lời tiên tri của huấn luyện viên Wenger về Tuấn Anh đã trở thành sự thật. Trong số những tài năng khóa 1 Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ gây ấn tượng nhất với huấn luyện viên Wenger là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Cách đây 7 năm, mảnh đất Hàm Rồng lần đầu tiên trình làng lứa cầu thủ khóa 1 của học viện mà theo bầu Đức là những con người có thể thay đổi bộ mặt của bóng đá Việt Nam, sẽ cống hiến lối chơi đặc trưng theo phong cách của đội bóng tấn công hay nhất thời bấy giờ là Arsenal. Quả là không nói quá, U19 Hoàng Anh Gia Lai hay U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của luyện viên Graechen đã thi triển lối đá Tiki Taka làm mê hoặc lòng người. Say đắm nhất có lẽ là những bước chạy lắt léo của công phượng, những bàn thắng mà anh chàng này ghi vào lưới Australia hay Myanmar để lại những cảm xúc ngất ngây trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Không chỉ có thế, người ta còn thán phục trước những đường truyền chết chóc của Xuân Trường. Cầu thủ được đánh giá rất cao với tài năng truyền bóng như các siêu sao thời bấy giờ như là Xavi hay Alonso. Nhưng trong số dàn sao mai ngày ấy, Tuấn Anh nổi lên như một tài năng đặc biệt. Sau chuyến tập huấn ngắn ngày tại Arsenal năm 2013 của đội bóng phố núi, bốn cầu thủ Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng được chấm quay lại thử việc. Trong số này, huấn luyện viên Arsene Wenger chỉ điểm duy nhất một cầu thủ với khuôn mặt có phần méo mó do ảnh hưởng của ca mổ dị tật môi. Ông nhận xét thế này: "Tuấn Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi chứng kiến." cậu ta chắc chắn sẽ là trụ cột của bóng đá Việt Nam sau này, cũng như giúp họ vươn tầm thế giới. Dù lúc ấy Tuấn Anh thực sự đặc biệt, nhưng chẳng ai nghĩ cậu bé này sẽ gánh vác trọng trách cao cả đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Đặc biệt là khi chứng kiến thất bại của Tuấn Anh ở G-League 2, rồi sau đó là liên tiếp những chấn thương khiến sự nghiệp đứt đoạn. Tưởng như cơ hội trở lại đỉnh cao sẽ không còn. Khi ác mộng trở về với chấn thương trên sân lạch chay, thì Tuấn Anh lại trở lại mạnh mẽ trong năm 2019 trong bối cảnh Xuân Trường và Công Phượng ra nước ngoài chơi bóng, Việt Hưng và Ngọc Quang không còn giữ phong độ đỉnh cao, Tuấn Anh đã gồng gánh tuyến giữa đội bóng phố núi. Cũng trong thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo đi tìm mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong sơ đồ 3-4-3 mà ông mang đi chinh phục đấu trường châu lục, thì Tuấn Anh xuất hiện. Hai trận đấu với UAE và Thái Lan trên sân Mỹ Đình đủ để chứng minh đẳng cấp của cầu thủ người Thái Bình. Đối đầu với anh là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2016, Omar Abdul Rahman. Tuấn Anh khiến cầu thủ có lối chơi lãng tử ấy phải xoay như trong chóng. Kỳ thực Tuấn Anh là sự khác biệt trên sân ngày hôm ấy. Không cần phải gắn bó từ thủ ông Park mới về Việt Nam. Chỉ cần một đôi chân lành lặn là đủ để Tuấn Anh thuyết phục ông Park với một suất trong đội hình chính. Và bây giờ hơn lúc nào hết, Tuấn Anh sẽ chứng minh lời tiên tri năm xưa của huấn luyện viên Wenger về Anh trở thành sự thực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.